cũng tời lên mà. Qua đó tời lên mới được. Dở đầu luôn ấy à. Giờ mà mới rút lên được mối có một cây nha cả nhà, còn bốn cây nữa. Mấy anh em mình làm chắc cũng tới chiều luôn á, rất là lâu. Kèm quay hả, bật lên không nổi. Rút ra tới đây rồi nghe lại. Chạy ghê quá. Anh tài xế này chạy ghê quá. Tài xế này uống thuốc liều hay sao á. Không, cái sầu riêng kìa. Cái dốc này nó không có thế nè. Kéo lên mà. Đó, tôi không coi tí đứng thì những cái đầu. Này đang tời lên nha cả nhà. Tại vì cái dốc này lôi nó bị bật cái đầu xe nè. Thành ra nói chung là không lôi lên được. Là phải đậu cái xe trên ngay mé mé dốc đó rồi mới lôi cái này lên rồi mới rút vô mới chạy tiếp được cả nhà. Dài quá đó. Thì dài nhưng mà nó gọn nè, chứ cái giờ cắt ngắn ra cũng chết dở. Ok. Ok ok. Đó, vậy cảnh này đẹp này. Trên đồi đẹp quá. Trên ở gặp cái cảnh này khoái ha. Bài này nó hơi chậm nha cả nhà, nhưng mà có cái này nó khỏe lắm.
dốc bực cuối xuôi hết cả nhà ơi. Này lấy lên không có cái xe này thì nó lấy không nổi rồi, xe mình xuống không được. Lóng này tới ra gần 7 mét á. Ngoài 7 mét. Ừ. Tại cái thùng này thùng xe mình 4 mét rồi nè. Mà lú ra đây cũng 2 mét mấy, gần 3 mét nữa nè. Rồi ra bản nó lộn đây mà ơi. Anh Giang đẩy sát được tí xíu nữa coi nhỉ.